Các bạn đang nghe truyện sông băng tận thế ta trữ hàng chục tỷ vật tư trên kênh TV Audio CV. Chương 1167, Thuyết Phục Đặng viễn bá không khỏi nhíu mày. Nếu xét về tiềm lực, toàn bộ đại khu Giang Nam có thể so sánh với hắn ta cũng chỉ có duy nhất chu chính đang là thống soái tối cao. Chỉ cần không để trương dịch gia nhập vào bọn họ thì với tính cách buông thả của hắn ta thì vốn không thích bị người khác quản lý. Ta khiến hắn ta trở nên mạnh mẽ hơn thì hắn ta sẽ ít phụ thuộc vào chu chính hơn. Phía Trương Dịch, hắn và Dương Hân Hân đã rời khỏi đặng gia viên. Có xe của đặng gia hộ tống đưa đến khu A, nơi đó có một biệt thự riêng được chuẩn bị riêng cho hắn ta. Sau khi dọn vào biệt thự này, Trương Dịch đã kiểm tra kỹ càng một lượt, không phát hiện ra bất cứ thiết bị giám sát nào. Trở về nơi này, có thể thả lỏng một chút. Trương Dịch ngồi trên ghế sofa, Dương Hân Hân ngồi dựa chặt vào hắn hai người với tư thế nửa nằm thư thái dựa vào thành ghế sofa. Hoa hoa liêm di mắt, rất thoải mái và thành thạo ngồi xổm trên bụng trương dịch. Nghĩ đến Lương Duyệt đang tiếp nhận thí nghiệm ghen ở đặng gia, trong lòng trương dịch vẫn có chút không yên tâm. Ta luôn cảm thấy đặng gia đối với ta quá tốt. Mà lời giải thích của đặng viễn bá cũng không thể hoàn toàn thuyết phục được ta. Dương hân hân hơi cong môi, cô chống một cánh tay lên thành ghế dựa, ánh mắt nhìn về phía trương dịch thì tràn đầy sự sùng bái và yêu mến ca ca có một điều mà ngươi vẫn chưa nghĩ thông trương dịch ừ chuyện gì dương hân hân giơ ngón tay trỏ vào mũi trương dịch đầu ngón tay trắng nõn chỉ khẽ chạm vào mũi lạnh lạnh mềm mềm ca ca quá thận trọng nên mới hay quen suy xét mọi việc theo hướng bi quan nhưng ca ca quên mất rằng hiện tại ca ca ngươi chính là dị nhân hàng đầu của đại khu giang nam một người như vậy bất kể ở đâu cũng sẽ được mọi người kính nể được các thế lực lớn hết mực lôi kéo mà đặng gia hiện giờ đã mất đi lực chiến hàng đầu, việc làm như vậy chẳng khác nào đang làm thân với ngươi. Cho dù không có nhiệm vụ của thực nguyệt thì họ cũng rất muốn mối quan hệ với ngươi. Một đạo lý đơn giản như vậy mà ngươi lại không nghĩ ra sao, trong đầu trương dịch bỗng bừng sáng. Hắn không khỏi thở dài một hơi, ta sống trong sự đấu tranh hiểm ác giữa con người với nhau đến nay, suýt quên mất cả những nguyên tắc của xã hội văn minh rồi. Bạo tuyết thành vẫn duy trì trạng thái văn minh nên vẫn có nhân tình thế thái, chứ không chỉ đơn thuần là sống chết nơi đầu súng ngọn giáo. Hắn lật tay, từ không gian dị năng lấy ra hợp chất ít mà đặng viễn bá tặng cho mình. Mở chiếc hộp màu bạc ra, bên trong là một ống thuốc màu vàng nhạt. Thứ này chính là loại thuốc mà đặng viễn bá nói có thể giúp dị nhân nhanh chống thức tỉnh tiềm năng. Trương dịch có thể hình dung được nó có giá trị lớn đến nhường nào. Hắn có một lùng thôi thúc muốn sử dụng nó, đó là sự khao khát ở cấp độ ghen. Nhưng vì cẩn thận, hắn lại không dám làm như vậy. Sau một hồi suy tính, hắn chọn cách gọi điện thoại cho Bách Lý Trường Thanh để hỏi thăm. Không lâu sau, Bách Lý Trường Thanh nghe điện thoại. Trương Dịch xã giao hai câu, rồi đi thẳng vào vấn đề chính. Thành quả nghiên cứu về thuốc gen của tập đoàn Đặng Thị, lợi hại lắm sao? Có tiền sử đen tối nào về mảng thuốc không? Bách Lý Trường Thanh trả lời, ta nói với ngươi thế này, hiện tại ở Bảo Tuyết Thành, một nửa các loại thuốc gen đều nhờ công sức của Đặng Gia mà giờ sau nhiều lần thí nghiệm thuốc đã dần đi đến mức độ hoàn thiện hắn nói rồi lại liếc nhìn cánh tay mình ta là người thử thuốc đợt thứ ba hiện tại mọi trạng thái đều bình thường không có bất kỳ phản ứng phụ nào trương dịch hỏi các ngươi sử dụng loại thuốc nào bách lý trường thanh suy nghĩ một lát trương dịch bây giờ cũng được coi là nửa người của hắn ta cho dù hắn ta không đồng ý chịu sự quản lý của đại khu giang nam nhưng chỉ cần tham gia vào thiên cẩu rồi thực hiện nhiệm vụ chống lại thực nguyệt thì cũng chứng minh hắn ta đáng tin loại thuốc đó, gọi là hợp chất số 6. Hợp chất số 6, Trương Dịch chưa từng nghe qua thuật ngữ này. Nhưng hắn nhanh chóng hiểu được. Hợp chất ít là công nghệ riêng của đặng gia, ngay cả người của Bảo Tuyết Thành cũng không thể có được. Cảm ơn ngươi, ta hiểu rồi. Hắn cân nhắc kỹ lưỡng, kìm nén ham muốn sử dụng ống tim đó. Hay là đợi lương duyệt thử nghiệm xong rồi hãy quan sát rồi nói. Dù thế nào đi chăng nữa, thận trọng luôn là ưu tiên hàng đầu cẩn thận không bao giờ là sai cả bên phía đặng viễn bá hắn ta đã thông báo cho chu chính việc trương dịch đồng ý làm đội trưởng đội thiên cẩu chu chính vô cùng sửng sốt không biết đặng viễn bá đã dùng điều kiện gì để thuyết phục được trương dịch đặng viễn bá chỉ cười ha ha đánh trống lãng tránh đi chu chính cũng không tức giận tóm lại chỉ cần trương dịch đồng ý làm đội trưởng đội thiên cẩu thì đối với các thế lực lớn của bạo tuyết thành đó chính là tin tốt nhất hắn ta suy nghĩ một lát liền bảo thư ký Lan Tân Thành gọi Trương Dịch đến một chuyến, hắn ta định đích thân nói chuyện với Trương Dịch, chủ yếu là có một số việc liên quan đến nhiệm vụ cần phải giao phó. Thế là, buổi chiều Trương Dịch cũng chẳng nghỉ ngơi được mấy, lại bị gọi đến trung tâm tác chiến. Hắn gặp Chu Chính. Trong khi Chu Chính lại cười hiền hậu, nhìn Trương Dịch toàn là vẻ hài lòng, giống như trước kia hắn ta nhìn đặng thần thông vậy. Ta nghe đặng viễn bá kể lại, ngươi đã đồng ý làm đội trưởng đội thiên cẩu rồi sao, Trương Dịch trong lòng đã chửi thầm cái tên này không biết bao nhiêu lần, may là hắn không phải là liếm chó thật sự. Nghĩ đến đội của đặng thần thông gọi là thiên thần, còn mình là thiên cẩu, hơi thốn một chút. Trương Dịch thu hồi suy nghĩ xa xôi của mình, ưỡn ngực ngẩng đầu, tay phải đặt lên ngực. Vì đại khu Giang Nam, vì bạo tuyết thành, vì vinh quang của dân tộc Hoa Hạ. Tái tạo lại vinh quang của Hoa Tư Quốc, chúng ta không quản ngại công lao, ta phải suy nghĩ xem liệu đây có phải là cơ hội duy nhất trong đời để cống hiến hết mình cho đất nước hay không chu chính ho mạnh một tiếng thầm nghĩ tiểu tử này cũng đủ rồi đấy trước đó ta gần như cầu xin mà ngươi cũng không đồng ý giờ lại giả vờ như nam tử hán nhiệt huyết cho ai xem chứ mặc dù không biết đặng viễn bá đã đưa ra điều kiện gì cho trương dịch nhưng nghĩ cũng biết trương dịch là kiểu người không thấy thỏ thì không thả đại bàng và thứ có thể lay động được trương dịch của đặng gia thì chắc là công nghệ ghen của họ Chu Chính nghiêm túc nói với Trương Dịch, đã nhận chức đội trưởng thì phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Đội thiên thần và tàn quân của đội Hắc Bào sẽ giao cho ngươi quản lý, những dị nhân này đều là những kẻ kiêu ngạo bất trị, đặc biệt là thành viên của đội thiên thần. Là đội trưởng, ngươi nhất định phải thống nhất đội ngũ của mình, không được hành động giống như một con sói đơn độc nữa. Nhưng với tư cách là đội trưởng của một đội điều tra, ngươi cũng có thể hưởng được quyền hạn rất cao, lát nữa lan tân thành sẽ gửi thông tin về quyền hạn vào thiết bị liên lạc của ngươi trương dịch chẳng có ý kiến gì về những điều này nhưng sau khi cân nhắc một lát hắn đưa ra hai yêu cầu ta đã mang theo người đến là lương duyệt và dương hân hân thú cưng hoa hoa của ta rất mạnh ta hy vọng cả ba người họ đều có thể được biên chế vào đội rốt cuộc thì chế độ tạm thời cũng có thể hưởng được quyền lực của biên chế chính thức ví dụ như quần áo chiến đấu các thứ Điều này khiến Trương Dịch nghĩ đến những người tình nguyện trước khi ngày tận thế đến, tuy làm việc không lấy một xu nhưng lúc đi vẫn có thể lãnh một bộ quần áo. Hắn cũng chẳng tham lam, chỉ cần cho họ mỗi người một bộ quần áo chiến đấu màu đen là được. Thứ đó, đúng là hữu dụng thật. Chu Chính cười gật đầu, tất nhiên là được rồi. Là đội trưởng, ngươi có quyền sử dụng người thân tín của mình. Trương Dịch tiếp tục nói, đội này là đội thành lập tạm thời, ta cũng đã nói rồi chỉ tạm thời làm đội trưởng, đợi nhiệm vụ kết thúc ta vẫn sẽ trở về thành phố Thiên Hải, làm hắn một sách tự do tự tại của mình. Cho nên, ta không muốn thông tin cá nhân bị tiết lộ quá nhiều. Liệu ta có thể hành động bằng bí danh thay vì tên thật hay không, ẩn giấu thực lực rất quan trọng. Nhưng sau trận chiến này, cái tên trương dịch chắc chắn sẽ được nhiều thế lực chú ý đến. Chỉ cần có tên hắn, các tổ chức lớn trên thế giới đều có thể nhanh chóng đào bới tất cả thông tin từ khi hắn sinh ra cho đến bây giờ rốt cuộc thông tin tính danh của người bình thường ở đây không có giá trị gì đã sớm bị bán ra toàn thế giới rồi và thông tin cá nhân thì chứa đựng điểm yếu rất có khả năng vì một vấn đề nhỏ nào đó mà dẫn đến cái chết của hắn nghe chu chính nói xong ngẫm nghĩ một lúc rồi lẩm bẩm ý tưởng ngươi vừa nói ra thực ra cách đây không lâu cũng có thủ lĩnh các đại khu đã từng đề cập đến chúng ta quả thực cần biên soạn ra một danh hiệu cho những người thuộc chiến đấu cốt cán như thế nhằm bảo mật thông tin cá nhân có thể xem đây là một loại hiểu biết thông thường thậm chí trong quân đội lính đặc chủng cũng có bí danh hành động chưa kể đến những nhân viên đặc vụ bọn họ đa phần đều sử dụng danh hiệu hoặc tên giả để đảm bảo thân phận không bị tiết lộ trương dịch hỏi vậy có nghĩa là không thành vấn đề à chu chính cười gật đầu tất nhiên thực tế mà nói bên đại khu đã bắt đầu tiến hành hành động dùng danh hiệu rồi chúng ta căn bản cũng đã đặt ra quy tắc sử dụng danh hiệu hắn ta xoa cằm ừm quyết định hiện tại là lấy tên những nhân vật trong thần thoại thượng cổ làm danh hiệu thực tế những người cấp độ đội trường điều tra đều có danh hiệu riêng đây là danh hiệu đã được chính thức đăng ký ta có thể dành cho ngươi một danh hiệu trương dịch suy nghĩ một lát rồi nói ra yêu cầu ta hy vọng danh hiệu có thể không gây chú ý đừng quá mạnh đừng quá yếu cũng đừng quá nổi tiếng tức là nhìn vào cái tên có thể biết ngay rằng danh hiệu chẳng có gì gợi ý liên tưởng đến cả. Chu chính hiểu tính cách của trương dịch nên đã gật đầu. Được rồi, lát nữa ta sẽ kiểm tra danh sách cho ngươi, xem có thể dùng những danh hiệu nào không. Còn việc liên lạc với đội viên của Thiên Cẩu, Lan Tân Thành và Bách Lý Trường Thanh sẽ nói tiếp với ngươi. Trương Dịch gật đầu đồng ý, điều này không thành vấn đề. Sau khi Trương Dịch rời đi, Chu Chính nhìn chầm chầm vào cánh cửa đóng chặt, hai tay chống cằm ánh mắt sắc bén như lưỡi bảo kiếm, phát ra ánh sáng đáng sợ. Trương Dịch rất hiểu chuyện. Hắn ta nhận chức tiểu đội trưởng của thiên cẩu, thế là đã giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề. Trong bóng tối đằng sau hắn ta, Tôn Lộc Huyền nheo mắt như một pho tượng từ từ lên tiếng. Như vậy, không ai có thể lung lay được uy quyền của ngươi ở bạo tuyết thành. Sau khi nhiệm vụ vây bắt thực nguyệt kết thúc, hãy xóa bỏ biên chế của thiên cẩu, sau đó thuận nước để thuyền để trương dịch rời khỏi bạo tuyết thành. Đây là kết cục tốt nhất. Tôn Lộc Huyền nhìn Chu Chính, mỉm cười hỏi, nhưng chỉ có điều, lúc đó thiên cậu chắc là không có đội trưởng, khóe miệng lạnh lùng của Chu Chính từ từ nhếch lên. Yên tâm đi, ta đã có ứng cử viên thích hợp nhất. Không lâu sau khi Trương Dịch rời đi, Chu Chính bên này đã gửi danh sách danh hiệu qua để hắn ta lựa chọn. Sau khi hắn ta xác nhận, cần phải báo cáo lên hệ thống nội bộ của sáu đại khu. Mỗi người chỉ có thể có một danh hiệu đặc biệt, những người đến sau không thể dùng chung danh hiệu với người trước nếu thực sự muốn giành lấy danh hiệu của người khác thì phải sử dụng những thủ đoạn đặc biệt ví dụ như trương dịch đã nghĩ những danh hiệu như tôn ngộ không nguyên thủy thiên tôn khổng tuyên nhị lan thần đều đã có người sử dụng rồi giữa những dị nhân cũng có sự phân biệt cấp bậc cao thấp đa số đều kiêu ngạo không muốn thua kém người khác vì vậy cho đến nay danh hiệu còn lại hầu hết là danh hiệu không mấy tiếng tâm hoặc là tiểu thần. Trương Dịch nhìn vào danh hiệu trên danh sách, suy nghĩ một hồi lâu. Hắn ta lẩm bẩm, những danh hiệu thần chức quá lộ liễu đã được chọn hết rồi, cố tình chọn những danh hiệu quá không mấy tiếng tâm, lại khiến người khác cảm thấy cố tình giấu giếm bản thân, trái lại càng dễ bị lộ. Phải chọn danh hiệu ở giữa, không đến mức không tiếng tâm, cũng không quá chói mắt. Hắn ta đã xem đi xem lại nhiều lần, cuối cùng cũng xác định được danh hiệu của mình là gì. Hỗn độn đây là danh hiệu mà hắn ta đã chọn hỗn độn đại diện cho sự hỗn loạn và không thể biết trước mặc dù là một trong tứ đại hung thú thời cổ nhưng so với cùng kỳ thao thiết thì danh tiếng không cao thuộc dạng thực lực mạnh mẽ nhưng ít khi có danh tiếng vang xa là hung thú hồng hoang dù là từ nghĩa đen của hai chữ hỗn độn hay từ danh tiếng khiêm tốn của nó thì đều rất phù hợp với yêu cầu của trương dịch sau khi trương dịch chọn xong danh hiệu lập tức báo cáo với chu chính yêu cầu những công bố bên ngoài của bạo tuyết thành phải gọi hắn ta bằng danh hiệu hỗn độn chu chính nhận được danh hiệu mà trương dịch báo cáo lên đầu tiên là sửng sốt sau đó khóe miệng hiện lên nụ cười có vẻ như đang nói phải lẽ là vậy chỉ như vậy mới phù hợp với tính cách nhất quán của trương dịch bởi vì sau khi chế độ danh hiệu ra đời sáu đại khu cũng từng vì vậy mà phát sinh tranh chấp những danh hiệu hót hòn học tựa như biển số xe may mắn vẫn luôn được mọi người tranh giành giật lấy vì thế giữa những dị nhân cũng không ít lần xảy ra tranh đấu chỉ là một danh hiệu hot cũng có thể gây ra cuộc đấu tay đôi giữa hai dị nhân hàng đầu những danh hiệu cực kỳ hot như tôn ngộ không nhị lan thần quan đế hạo thiên cũng không biết đã luân chuyển qua bao nhiêu chủ nhân trương dịch chọn một danh hiệu hỗn độn chắc hẳn sẽ không có ai tới giành danh hiệu này với hắn tên này thận trọng thực sự là quá thận trọng, Chu Chính không khỏi cảm thán. Nếu không phải Trương Dịch vẫn luôn không chịu gia nhập Bạo Tuyết Thành, hắn ta còn muốn thu nhận Trương Dịch dưới trướng, bồi dưỡng thật tốt. Nhất định có thể trở thành một cánh tay đắc lực dưới tay mình. Dù sao thì sau khi biên quân vũ tử trận, chiến lực dưới trướng hắn ta cũng bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Không cân bằng, vị trí của hắn ta có thể bị lung lay. Trương Dịch, Trương Dịch hắn ta thầm lẩm nhẩm tên Trương Dịch trong lòng cũng cân nhắc xem lần này nếu trương dịch hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo phải dùng thủ đoạn gì để kéo hắn về phía phe của mình chưa được bao lâu sau khi trương dịch rời khỏi trung tâm tác chiến thì bách lý trường thanh đã tìm tới hắn vừa gặp nhau bách lý trường thanh đã nở nụ cười hàm chứa ẩn ý với trương dịch chúc mừng ngươi cuối cùng cũng trở thành đội trưởng đội điều tra rồi ánh mắt hắn ta ẩn chứa rất nhiều cảm khái bây giờ nghĩ lại trương dịch với thân phận là một dị nhân ngoại thành mà có thể thăng chức trở thành đội trưởng đội điều tra, cũng thật là một điều kỳ diệu. Trương Dịch nhận ra sự khác thường của hắn ta, trong lòng cũng đoán được đôi chút. Vì vậy hắn hỏi, còn ngươi thì sao? Chức đội trưởng của ngươi coi như là không còn nữa à, Bách Lý Trường Thanh bất đắc dĩ nhún vai, ban đầu ta cũng chỉ tạm thời đảm nhiệm chức đội trưởng, bây giờ ta cũng coi như đã hiểu ra, không có kim cương thì đừng nhận gốm sứ. Khoảng thời gian trước mặc dù vẫn gánh danh đội trưởng đội điều tra, nhưng chẳng có ai thực sự coi ta là đội trưởng. Vẫn là bây giờ như vậy tương đối nhà nhã. Trương Dịch xoa xoa mũi, chuyện này không thể trách ta. Bách Lý Trường Thanh gật đầu, ta hiểu, may là đãi ngộ của người nhà ta vẫn chưa thay đổi. Trương Dịch nói, ta chỉ tạm thời đảm nhiệm chức đội trưởng này, đợi khi nhiệm vụ của thực nguyệt kết thúc, có lẽ tiểu đội thiên cẩu sẽ giải tán. Ta cũng sẽ từ chức, đến lúc đó ta sẽ đề cử ngươi tiếp tục đảm nhiệm chức đội trưởng hắn cười ôm vai bách lý trường thanh dù sao thì chúng ta cũng thân với nhau mà ta không giúp ngươi thì giúp ai đây có người quen biết giúp đỡ mọi việc cũng dễ dàng tất nhiên hắn phải quan tâm tới bách lý trường thanh rồi bách lý trường thanh không nói gì hắn ta đã trải qua chuyện này một lần trong lòng cảm khái rất nhiều chỉ khi bản thân có đủ thực lực mạnh mẽ mới có thể nhận được sự công nhận của người khác ví dụ như trương dịch chỉ cần hắn đủ mạnh cho dù không có quan hệ và bối cảnh cũng vẫn có thể được trọng dụng đây chính là chỗ tốt của thời kỳ tận thế nó đã phá vỡ quy tắc xã hội vốn có tạo cơ hội vươn lên cho những người xuất thân bình thường nhưng có năng lực bách lý trường thanh nói với trương dịch vừa mới trở thành đội trưởng đội điều tra có một số chuyện ngươi vẫn chưa hiểu rõ bên tổng bộ bảo ta đến giới thiệu với ngươi về trách nhiệm và quyền hạn của đội trưởng nhân tiện còn có hai bản tin tình báo rất quan trọng cần giao cho ngươi Trương Dịch nghe thấy hai chữ, tin tình báo, nét mặt không khỏi nghiêm túc. Tin tình báo gì? Một bản là thông tin cá nhân của các thành viên tiểu đội thiên cẩu, với tư cách là đội trưởng, ngươi cần phải hiểu rõ năng lực của họ, mới có thể hợp lý chỉ huy họ. Tiểu đội hát bào có ta ở đây, mọi người cũng hiểu rõ thực lực của ngươi, cơ bản sẽ không có ý kiến gì về việc ngươi sẽ làm đội trưởng. Còn về tiểu đội thiên thần, do y vọng của đặng thần thông đặc biệt rất cao, nên các thành viên cũng kiêu ngạo quen rồi không chắc sẽ phục một dị nhân ngoại thành như ngươi quản lý. Bách Lý Trường Thanh nhướng mày nhìn về phía hắn, nếu cần thiết, có thể hạ mã uy bọn họ, cho họ biết ai mới là lão đại. Trương Dịch dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Bách Lý Trường Thanh. Khá lắm, ngươi là lấy việc công làm việc tư đây, nhưng nếu người trong đội thiên thần này không phục mình chỉ huy, Trương Dịch sẽ phải ra đòn dạy dỗ họ thật tốt. Vậy còn tài liệu kia thì sao? Bách Lý Trường Thanh khẽ thu nụ cười trên môi là tin tức do đặng thần thông gửi cho tổng bộ trước khi chết đây là cơ mật cốt lõi về thực nguyệt nói cách khác những tài liệu này là đặng thần thông lấy mạng đổi lấy sắc mặt của trương dịch có phần nghiêm trọng hơn hắn thực sự không biết gì về thủ lĩnh của thực nguyệt hao ao kyu ma năng lực đặc tính và thực lực của hắn đối với trương dịch mà nói đều là một ẩn số dù đặng thần thông đã thua hắn nhưng với thực lực của đặng thần thông chắc chắn có thể ép Hao Ao Kiêu Ma phải lộ ra đủ ác chủ bài. Tin tức này vô cùng quan trọng, đi, chúng ta đi qua xem thử, Trương Dịch bảo Bách Lý Trường Thanh qua phòng khách, Dương Hân Hân đang ngồi trên ghế ôm hoa hoa. Trương Dịch rót một cốc nước nóng cho Bách Lý Trường Thanh, còn Bách Lý Trường Thanh thì tìm một vị trí thích hợp bắt đầu mở những tư liệu video. Xem tư liệu đặng thần thông gửi trước đã. Trương Dịch nói. Bách Lý Trường Thanh gật đầu, sau đó tìm ra tư liệu đó trương dịch ngồi trên ghế sofa đẩy cốc nước từ trên bàn đến bên cạnh bách lý trường thanh sau đó ba người chăm chú nhìn màn hình đây là đoạn video cuối cùng mà đặng thần thông để lại trước khi chết trong đó phần lớn ở phía trước đều trống không vì đặng thần thông dùng năng lực của mình bẻ công ánh sáng nên bất kỳ thiết bị ghi hình nào cũng không thể quay được hình ảnh nào chính xác chỉ có thể nghe thấy âm thanh nhưng dựa vào cuộc đối thoại ít ỏi giữa hai người Họ vẫn có thể nắm bắt được một phần thông tin. Phần này chính là năng lực sống lại sau khi chết của Phượng Viện. Kẻ bất tử ư? Thật là một năng lực rất đau đầu. Trương Dịch khẽ nhíu mày. Một người không thể bị giết thì phải đối phó thế nào, mặc dù hắn không tin rằng thực sự có ai đó bất tử được. Mỗi lần Hao Ao Kiêu Ma sống lại, chắc chắn sẽ cần hao tổn năng lực khác thường hoặc thứ gì khác. Nhưng giới hạn của hắn ở đâu thì không ai có thể biết được. Hơn nữa có thể nghe được từ âm thanh chiến đấu, trong cận chiến, hắn sẽ không kém đặng thần thông là bao. Sau một hồi lâu, ánh sáng trắng bao trùm mọi thứ dần dần biến mất. Thay vào đó, ngọn lửa đỏ rực vô tận xuất hiện. Trương Dịch nhìn thấy đặng thần thông khắp thân quấn đầy lửa đang vô cùng đau đớn. Hắn cũng nhìn thấy bóng người khủng khiếp trần trụi, bị ngọn lửa bao trùm. Hao Ao Kiuma cười gằn, liên tục lao đến. Mặc dù vậy, đặng thần thông vẫn không mất đi khả năng chống cự. Ánh sáng trắng cộng thêm thánh thể của hắn ta chống lại ngọn lửa của phượng viện, hắn ta cũng đang giao chiến kịch liệt với Hao Ao Kiêu Ma, đặng thần thông giết Hao Ao Kiêu Ma một lần rồi lại một lần nữa. Thế nhưng Hao Ao Kiêu Ma lại một lần rồi lại một lần nữa đứng lên. Giọng nói của đặng thần thông qua hình ảnh truyền tới tai ba người trương dịch. Gia hỏa này, tử huyệt của hắn ta rốt cục ở đâu, hay là hắn ta thực sự bất tử, không? tuyệt đối không có khả năng đó trên thế giới này không có sinh vật trên cạn nào bất tử chắc chắn là có chỗ nào ta chưa phát hiện ra nhưng mà chẳng lẽ ta thực sự phải thua sao sai rồi có chỗ nào đó không đúng ta không được thua ta làm sao có thể thua được dù năng lực của hắn ta rất biến thái nhưng ta mạnh hơn hắn nhưng mà ta thật sự sắp thua rồi chắc chắn có chỗ nào đó sai a à, ra là vậy ta hiểu rồi ta hiểu hết rồi bên trong bạo tuyết thành có nội gián có người để lộ năng lực của ta, khi nghe đặng thần thông tự miệng nói ra câu đó thì tay trương dịch cầm cốc nước vô thức dùng sức rất nhiều. Chân mày kiếm dựng ngược, sự nghi ngờ trong lòng đang vô hạn lớn hơn. Bên trong bạo tuyết thành, thế mà thực sự có nội gián sao, ánh mắt dương hân hân nhìn chầm chầm vào màn hình, nhưng trên mặt lại vô cùng bình tĩnh. Nhưng trương dịch biết, trong lòng cô ấy cũng đang điên cuồng nghĩ ngợi. Bách Lý Trường Thanh vẽ mặt bình thường, hiển nhiên đây không phải lần đầu hắn ta xem đoạn video này. Trương Dịch âm thầm nghĩ, vậy thì cao tầng của Bạo Tuyết Thành khẳng định cũng đã xem qua rồi. Chu Chính đã xem, Đặng Viễn Bá cũng đã xem. Bọn họ đều nghi ngờ trong Bạo Tuyết Thành có nội gián. Cho nên, mới nhiệt tình tiến cử mình làm đội trưởng thiên cẩu vậy sao, lại phải chăng, bọn họ đang bày kế, lợi dụng mình để dẫn dụ tên phản đồ kia ra, không được, không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ người nào. Kể cả Chu Chính nữa. Trương Dịch như con ruồi mất đầu, với tư cách là người ngoài cuộc hắn cũng không hiểu được nội tình bên trong thậm chí với cuộc chiến quyền lực giữa mấy phe phái lớn của bạo tuyết thành thì hắn cũng không hề hay biết gì bởi vậy với chuyện này hắn không thể bừa bãi bình luận nhưng hắn nhất định phải hết sức tránh để bản thân mình bị liên lụy vào trương dịch nhanh chóng thu hồi lại tâm tư tiếp tục xem tư liệu hình ảnh trong video đặng thần thông hiển nhiên đã vô cùng suy yếu rệu rã không chống đỡ nổi nữa Đối mặt với Hao Ao Qiu Ma có thể chết đi sống lại, đặng thần thông hiện giờ không hề có cách thức để giải quyết. Nhưng năng lực của Hao Ao Qiu Ma, thậm chí cách tấn công, dường như hắn đều nắm trong lòng bàn tay. Cuối cùng, đặng thần thông mất đi sức lực chống đỡ thân thể, ngã xuống trong đống đổ nát. Giọng nói suy yếu của hắn truyền tới. Nghe cho rõ, ta, khụ, khụ, biết năng lực của hắn rồi. Hắn có thể nhìn thấu tương lai nhìn thấy cách tấn công của ta nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận với điểm này phải dùng luật nhân quả để đối phó với hắn trong hình ảnh một nắm đấm lửa khổng lồ đập về phía mặt hắn ta hãy để trương dịch đặng thần thông chỉ để lại ba chữ cuối sau đó hình ảnh hoàn toàn bị ánh sáng trắng bao phủ mọi người đều biết đó là quả bom trên người đội trưởng chọn cách tự bạo sử dụng tư liệu hình ảnh về đặng thần thông đến đây là hoàn toàn kết thúc hai tay trương dịch khoanh lại rủ xuống trước người, cúi đầu trầm tư. Hình ảnh cuối cùng của đặng thần thông trước khi rời đi, đã tiết lộ quá nhiều thông tin. Hao Ao Kiêu Ma có thể nhìn thấu tương lai của đặng thần thông, năng lực này lại thêm thuộc tính bất tử, quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Còn câu, hãy để trương dịch, cuối cùng đó. Một câu không nói hết, chỉ có ba chữ, nhưng lại đẩy trương dịch lên trước mặt cao tầng của bạo tuyết thành luật nhân quả trương dịch hiểu rõ ẩn ý trong câu nói này. Nếu không đoán lầm thì trên người trương dịch quả thực tồn tại luật nhân quả vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí có thể xoay chuyển cả vòng luân hồi. Trước đây hắn vẫn luôn cho rằng mình có thể sống lại từ cõi chết là do đánh thức được một loại dị năng đặc biệt. Chỉ là hiện tại hắn vẫn chưa thể khai thác được nó mà thôi. Hay là sau này ta đi cũng đến tập đoàn đặng thị xin việc, giúp đỡ họ một tay, trương dịch dâng lên ý nghĩ đó. Đúng lúc này, bên tai hắn lại vang lên giọng nói của bách lý trường thanh xem xong rồi ngươi thu hoạch được gì chưa trương dịch quay sang nhìn hắn ta cười nhạt một tiếng thu hoạch thì nhiều lắm không ngờ đối thủ lại phiền phức thế này bách lý trường thanh nói nhưng mà cuối cùng đặng thần thông vẫn nhắc đến việc ngươi có thể khắc chế được hắn ta hắn ta chưa nói hết câu đừng đoán mò bách lý trường thanh lại cười nói bốn trong số năm người của thực nguyệt tử trận đều chết dưới tay ngươi bây giờ cơ bản có thể khẳng định bên kia có dị nhân có khả năng dự đoán được tương lai nhưng ngươi lại ảnh hưởng đến luật nhân quả điều này chứng tỏ ngươi chính là khắc tinh của họ trương dịch nói nhưng như vậy vẫn chưa đủ người ta cũng không giết được thì làm sao mà thắng được bách lý trường thanh hỏi ngược lại có thể nhốt hắn ta vào không gian dị năng của ngươi dùng không gian dị năng để phong ấn không trương dịch nói không gian dị năng không có năng lực chủ động thu nhận vật sống nó dựa vào ý niệm để thúc đẩy. Chỉ khi tiếp xúc với vật chết thì ý niệm của ta mới có hiệu lực. Còn người sống, trừ khi họ nguyện ý chủ động bước vào không gian dị năng, nếu không thì không thể cưỡng chế thu nhận. Bách Lý Trường Thanh vỗ đùi, chuyện này thì đơn giản, trước tiên đánh cho hắn ta gần chết, rồi ném vào không gian dị năng, thế là xong. Trương Dịch nhìn Bách Lý Trường Thanh với ánh mắt sâu xa. Ngươi đang nói tiếng người đấy à? Ngươi nghĩ ta là đặng thần thông à, đặng thần thông có thể giết hao ao Kiyuma hàng chục lần là vì hắn ta sở hữu năng lực tấn công siêu bá đạo. Nhưng Trương Dịch lại là người thiên về phòng thủ. Muốn hắn ta giết chết hao ao Kiyuma một lần cũng rất khó. Chưa kể hao ao có khả năng đoán trước hành động của đối thủ hay không, đối với Trương Dịch liệu có hiệu quả hay không cũng chưa biết rõ. Ngay lúc hai người đang bàn luận, Dương Hân Hân đột ngột lên tiếng, nêu ra một suy nghĩ gây sốc. Ta nhớ trên chiến trường của Đặng Thần Thông và Hao Ao Kiêu Ma có cả vua nữ Mayumi chi Trương Dịch và Bách Lý Trường Thanh đồng loạt nhìn về phía cô ấy. Đúng vậy, thì sao? Ý ngươi là cô ta có thể ảnh hưởng đến chiến cuộc sao? Dương Hân Hân cắn chặt đầu ngón tay trắng nõn của mình. Năng lực của Hao Ao Kiêu Ma thuộc hệ đặc chất, bất tử, sống lại, ngọn lửa, thể chất siêu cường. Theo lẽ thường khi chúng ta hiểu về dị năng thì không thể nào cùng lúc sở hữu được cả năng lực hệ thời gian nữa. Vì vậy ta đoán rằng cái năng lực này đích thị là do Meumi Takachi ban cho hắn ta. Nói cách khác, chỉ cần hạ gục cô ta trước thì chúng ta có thể khiến Haua Ma mất ít nhất 3 phần sức chiến đấu. Lời đề nghị này khiến Trương Dịch tức thì mở ra một lối suy nghĩ mới. Đúng là một khả năng có xác suất rất cao vài người thảo luận một hồi thì lấy được khá nhiều tình báo từ hình ảnh đặng thần thông lưu lại bách lý trường thanh cười nói thực ra cũng chẳng cần ngươi phải tự gây áp lực cho bản thân mình quá lớn mục đích cốt lõi của ngươi trong lần hành động này là vô hiệu hóa năng lực dự đoán của vua nữ thực nguyệt còn việc đối đầu với hao ao Ki ma đã có người thích hợp hơn ngươi trương dịch nghe vậy thì nheo mắt ngươi nói cao trường không bách lý trường thanh không chút do dự gật đầu khả năng của cao trường không rất thích hợp để đối đầu với hao aokiuma tất nhiên hiện tại ta không thể nói cho ngươi biết năng lực của hắn ta là gì nhưng nếu ta đoán không nhầm thì hắn ta sẽ là người chủ đạo trong lần hành động này còn ngươi thì giống như trước chủ yếu là phối hợp với hắn ta mà hành động bách lý trường thanh là bạn tốt của cao trường không cũng là fan của hắn ta cộng thêm sự hiểu biết về năng lực của hắn cũng như hiểu biết một phần về năng lực của trương dịch khiến hắn ta tin chắc rằng tổng bộ chính sẽ lấy cao trường không làm nòng cốt đi thực hiện nhiệm vụ lần sau diệt trừ thực nguyệt trương dịch nhìn xa xăm không phản bác lời nói của bách lý trường thanh xét về mặt lý thuyết mà nói những lời bách lý trường thanh nói không có vấn đề gì nhưng dù sao thì bách lý trường thanh cũng chỉ là một quân nhân hắn ta không hiểu cái gọi là đấu đá quyền lực Cao Trường không so với Trương Dịch thì đúng là có tố chất chiến đấu và năng lực chỉ huy tốt hơn thật. Thế nhưng, thân phận của hắn ta đã định sẵn hắn ta không thể trở thành người chỉ huy của hành động lần này. Công cao lớn chủ, đây là đại kỵ của những người làm thuộc hạ xưa nay. Thậm chí khó nghe mà nói, cho dù đến lúc đó, Cao Trường không lập công lớn nhất, thì phía bạo tuyết thành cũng sẽ tập trung tuyên dương công trạng của Trương Dịch, chứ không phải hắn ta. Thôi tính sao vậy, Trương Dịch vỗ mạnh vào đùi. Đúng rồi, bây giờ ta đã là đội trưởng đội thiên cẩu rồi, có phải có thể nhận vũ khí trang bị cấp đội trưởng không? Hắn ta chỉ tay vào Dương Hân Hân. Bên cạnh ta còn có ba người phụ tá nữa. Họ tạm thời cũng được biên chế vào đội thiên cẩu, chuyện này ta đã nói với chu soái rồi. Cho nên bọn họ cũng cần được nhận trang bị. Bách Lý Trường Thanh gật đầu. Việc này thì không thành vấn đề. Mấy người cần vũ khí nào thì báo cho ta một tiếng là được ta sẽ bảo người chuyển đến nụ cười trên khóe miệng trương dịch lại càng đậm hơn hắn ta lắc đầu không cần chúng ta tự đến lấy thôi dù sao thì vũ khí ta cần cũng khá nhiều đôi mắt của bách lý trường thanh dần mở to hắn ta nhìn biểu cảm kỳ quái của trương dịch dường như đã đoán được tên này sắp làm gì rồi không lâu sau tại văn phòng chu chính vẫn đang làm việc thì nhận được báo cáo của quan hậu cần cái gì trương dịch lĩnh một lô vũ khí lớn lớn lắm chu soái hắn ta lợi dụng dị năng không gian của mình để lĩnh một lô vũ khí lớn số lượng hơi khoa trương quan hậu cần nho nhỏ giọng nói ở một góc hắn ta không khỏi quay đầu về phía nhà kho nhìn trương dịch đang càng quét trong đó làm quan hậu cần bao nhiêu năm rồi đây vẫn là lần đầu tiên hắn ta gặp phải cách thức lĩnh vật tư như thế này trông giống như bà thím đang càng quét hàng hóa trong siêu thị giảm giá vậy Chu Chính suy nghĩ một hồi rồi mỉm cười lắc đầu. Tên tiểu này, đúng là theo tinh thần, có lợi thì không chiếm thì đồ ngốc mà, thôi kệ, hắn cần bao nhiêu thì cứ đưa cho hắn là được. Dù sao thì cũng chỉ là vũ khí nóng thông thường, bản thân trong ngày tận thế, quy lực của những loại vũ khí này đã bị suy yếu rất nhiều rồi. Hơn nữa, việc chế tạo chúng cũng không khó lắm, chỉ cần có thép và thuốc súng, thậm chí có thể nói cần bao nhiêu là có bấy nhiêu. Trương Dịch lĩnh xong một lượng lớn trang bị, sau đó quay về biệt thự ở Khu A, sau đó, Chu Chính chính thức thông báo việc thành lập đội Thiên Cẩu, đồng thời bổ nhiệm Trương Dịch làm đội trưởng đến các nơi. Những thứ này Trương Dịch không quan tâm. Danh tiếng hảo huyền của Bạo Tuyết thành vốn không phải là thứ hắn ta coi trọng. Thế nhưng, hắn ta vẫn khá lo lắng về tình hình bên Lương Duyệt. Mặc dù về mặt lý trí mà nói, hắn ta hiểu rằng, đặng gia không thể làm gì Lương Duyệt vào thời điểm này. Nhưng thói quen cẩn thận từ lâu đã hình thành khiến hắn ta chưa bao giờ từ bỏ ý thức về nguy cơ tiềm ẩn. Khoảng hơn 9 giờ tối, Lương Duyệt gọi điện cho Trương Dịch. Trương Dịch vội vàng nghe máy. "Lương Duyệt, bây giờ ngươi thế nào rồi? Có thấy có chỗ nào bất thường không?" Bên kia điện thoại, Lương Duyệt lúc này trên người chỉ mặc mỗi bộ đồ phòng thí nghiệm màu xanh nhạt, che chắn những vùng quan trọng, lộ ra thân hình khỏe mạnh. Bên cạnh cô là mười mấy nhân viên mặc đồ bảo hộ màu trắng sau lưng cô là một khoang thí nghiệm màu xanh khổng lồ. Các nhân viên đang chuẩn bị những công việc cuối cùng. Lương Duyệt cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của Trương Dịch, lòng cô ấm áp hẳn lên. Cô nói, công tác chuẩn bị trước đã hoàn thành rồi, tiếp theo ta sẽ vào khoang thí nghiệm mà họ chuẩn bị cho ta. Thử nghiệm sẽ kéo dài 3 ngày trước khi ta có thể ra ngoài. Trong thời gian đó không thể liên lạc với ngươi được. Trương Dịch im lặng trong chốc lát, Muốn nói ra lời động viên nào đó nhưng lại cảm thấy không phù hợp lắm. Lặng im một lúc lâu, cuối cùng hắn mới nói, "Ta chờ ngươi về." Nụ cười ở khóe miệng Lương Duyệt càng sâu hơn, "Vâng." Sau khi hai người nói chuyện xong, Lương Duyệt đưa điện thoại cho nhân viên, hắn ta tức đi cẩn thận cho vào két sắt. Ngay sau đó, một nữ nhân viên đi đến, mời Lương Duyệt nằm vào khoang thí nghiệm. Lương Duyệt gật đầu, làm theo lời cô ta nói. Mà bên ngoài phòng thí nghiệm ở tầng 2, Đặng Viễn Bá và Liên Thành cùng với người phụ trách phòng thí nghiệm đang quan sát cảnh này. Người phụ trách hỏi Đặng Viễn Bá, Chủ tịch, chúng ta thật sự cấp nguồn, bản nguyên, hạng A. Mức thí nghiệm này đối với chúng ta cũng rất tốn kém. Thậm chí chỉ thua kém việc bồi dưỡng cho thiếu gia hồi trước thôi. Đặng Viễn Bá nheo mắt, bình thản nói, làm theo lời ta là được. Làm ăn thì phải đầu tư trước, sau đó mới có thể nguồn lợi khổng lồ liên tục quay về lần này chống lại thực nguyệt, chúng ta không được phép thua nữa, hơn nữa, ta cũng muốn nhân cơ hội này tìm ra nội gián trong bão tuyết thành, trong mắt đặng viễn bá hiện lên một tia sắc bén. Cho dù trương dịch biết rõ, cách tăng thực lực cho dị nhân một cách nhanh chóng này sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Nhưng hắn không biết sự tiêu tốn này đáng sợ đến mức nào. Dị nhân có thiên phú càng cao, thì sức tiêu hao để gia tăng thực lực càng lớn, trong đó bao gồm cả năng lượng tiêu hao ở giữa. Nói không hoa thì, lượng tài nguyên tiêu hao khi nâng cao năng lực của một dị nhân như Lương Duyệt này, thậm chí có thể tạo ra 10 dị nhân cấp độ thành viên đội điều tra, đây chính là cái giá phải trả của việc thúc ép đốt cháy giai đoạn. Nếu không phải thiên tài thực sự, mà bị đốt cháy giai đoạn để tăng thực lực như thế này, chỉ khiến cho tiềm năng của bản thân bị hao hụt. Nhưng đối với Lương Duyệt, Đặng Viễn Bá lại không hề lo lắng. Cơ thể và ý chí của cô đều đã trải qua tôi luyện ngàn lần. Sau khi nhận vũ khí, trương dịch đang nghe truyện trên tv audio cv liền quay về biệt thự ở khu a bắt đầu cùng dương hân hân nghiên cứu phân tích cách đối phó với thực nguyệt hắn không hiểu biết về chiến tranh nhưng về chiến đấu giữa những dị nhân hắn đã có kinh nghiệm rất phong phú thông tin mà đặng thần thông đánh đổi mạng sống để lấy về rất quan trọng rõ ràng là hao aokiuma là một đối thủ rất khó đối phó vừa có cơ thể bất tử khả năng tận chiến siêu mạnh lại còn được cộng thêm năng lực của phụ nữ có thể nhìn thấy tương lai những điều kiện này kết hợp với nhau khiến người ta cảm thấy ngột ngạt nhưng chỉ cần năng lực còn tồn tại thì nhất định sẽ có cách đối phó trương dịch phải tìm ra cách khắc chế hao ao kiêu ma cũng như những dị nhân mạnh mẽ khác dưới quyền hắn rồi sau mới tính đến chuyện hành động may mắn là hiện tại thực nguyệt cũng đang trong quá trình nghỉ dưỡng sức họ còn thời gian chuẩn bị hân hân theo ngươi đoán hiện tại những kẻ đến từ thực nguyệt đang làm gì nhỉ? Trương Dịch cất lời hỏi. Kể từ sau trận chiến ở thành phố Giang Ninh, thực nguyệt đã biến mất gần một tuần lễ. Trước đó, chúng sử dụng đét ập lớp khiến hệ thống điện từ của phần lớn các đại khu Giang Nam tan rã. Chúng ta hoàn toàn không thể ước lượng được hành tung của thực nguyệt. Nhưng mọi người đều hiểu, thực nguyệt sẽ quay trở lại. Nếu không, chúng đã không mạo hiểm mạng sống vượt biển mà đến đây. Trương Dịch cho rằng, phải tìm hiểu rõ ràng logic hành động của chúng thì mới có thể chuẩn bị trước được. Dương Hân Hân ung dung đáp, lần giao chiến trước đó, chúng đã chết mất 5 người. Tuy rằng xét về kết quả, chúng là kẻ thắng thảm, mà cuộc vây quét của đại khu Giang Nam đã thất bại. Nhưng nếu xét về lực lượng của hai bên, chưa chắc chúng đã thắng trong cuộc giao chiến lần này. Đại khu Giang Nam có tiềm lực thâm hậu, dù đội thiên thần bị tiêu diệt, họ vẫn còn có lực lượng khác để điều động còn thực nguyệt sẽ khó lòng bổ sung được quân số. Vì vậy, cô nàng nhìn trương dịch, mắt chớp sáng như những vì sao lấp lánh, ta đoán lần tới quay trở lại, chúng chắc chắn sẽ dẫn theo người giúp đỡ, hai tay trương dịch bắt chéo để ở trước ngực, người giúp đỡ ư. Là đồng bọn ở nghe hồng của chúng sao, mặc dù xét về tin tức tình báo, thực nguyệt là tổ chức tinh nhuệ, không có đồng bọn nào khác. Nhưng với tư cách là đăng lục phái, nhóm đổ bộ, chắc chắn có những kẻ dị nhân cùng chung chí hướng với chúng nhìn thấy thực nguyệt khuấy đảo đại khu giang nam biết đâu sẽ có kẻ động lòng đi theo chúng để hồng chia một chén canh nhưng dương hân hân lại nói lần sau chúng ta đối mặt với đối thủ có thể đến từ bất kỳ thế lực nào kể từ khi kỷ băng hà ập đến thế giới này đã hoàn toàn khác rồi hoa tư quốc vẫn ổn chúng ta sở hữu lực lượng hàng đầu thế giới có thể duy trì được tình hình chung nhưng hầu hết các khu vực ở đông nam có rất nhiều tiểu quốc chúng không có năng lực chống lại thực lực tự nhiên to lớn vì vậy sẽ tan rã nếu ta đoán không nhầm thì tình hình khu vực đông nam bao gồm cả hải phận phía nam hải đã trở nên hỗn loạn các tổ chức lính đánh thuê mọc lên như nấm những kẻ hung bạo đó đều có thể tấn công biên giới cũng có khả năng bọn chúng bị thực nguyệt kích động trương dịch thở dài nói vậy thì ta ghét nhất là những loài rắn rết chuột bọ dù cho sức sát thương chẳng đáng bao nhiêu nhưng chúng đông như kiến thì dễ khiến người ta phát phiền tin tức duy nhất khả quan hơn là các khu vực đó khá phân tán một là dân số không đông thậm chí có một số quốc gia nhỏ cộng lại còn không bằng dân số thành phố thiên hải hai là trình độ khoa học kỹ thuật của họ cũng lạc hậu hơn vì vậy những khu vực như vậy khó có khả năng sản sinh ra dị nhân cấp cao trong lúc trương dịch này đang suy xét kế hoạch vây bắt thực nguyệt vào lần tới thì Bảo tuyết thành đã có những đợt sóng ngầm dâng lên không một ai rảnh rỗi mọi người đều để mắt đến mục tiêu thực nguyệt đối với người dân bình thường sự tồn tại của thực nguyệt là một nỗi ô nhục buộc họ phải rửa sạch bằng máu nhưng đối với các thế lực của bạo tuyết thành đây lại là cuộc đấu tranh quyền lực ai cũng rõ ràng chỉ cần đánh bại được thực nguyệt họ sẽ giành được uy thế to lớn tại bạo tuyết thành nhờ đó quyền lực của phe phái mình sẽ gia tăng vì vậy chu chính đã triệu tập toàn bộ quan chức cấp cao của bạo tuyết thành còn nội dung cuộc họp chính là kế hoạch vây bắt thực nguyệt lần sau. Ngày hôm sau, trung tâm chỉ huy tác chiến động đặc biệt sôi nổi. Cuộc họp lần này có rất nhiều người tham gia, những người có đầu óc và khuôn mặt của toàn bộ bạo tuyết thành đều đến. Không chỉ có những người như Chu Chính, Đồ Vân Liệt, mà ngay cả một số nhân viên quản lý trung và cao cấp cũng xuất hiện ở đây. Phòng họp của những người cấp cao tại trung tâm chỉ huy tác chiếc náo nhiệt, ồn ào cả trăm người một cuộc họp có quy mô như vậy là cực kỳ hiếm có trong lịch sử của bạo tuyết thành trương dịch cùng dương hân hân cũng xuất hiện tại hiện trường danh tiếng của hắn không nổi bật đến tận lần hành động vây quét trước đó đã giết bốn tên thực nguyệt mới thu hút sự chú ý của một số người nhưng khi hắn xuất hiện tại hội trường không có mấy ai nhiệt tình chào hỏi hắn cả nhiều nhất cũng chỉ có người lịch sự nói lời xã giao gật đầu mỉm cười lịch sự để tỏ ý xét cho cùng thân phận của trương dịch là người ngoại thành thân phận này đã quyết định rằng sau này hắn cũng khó có thể bước vào được trung tâm thực sự của bạo tuyết thành trương dịch cũng chẳng quan tâm đến thái độ của những người này hắn vốn không thích giao lưu với những người này họ không đến làm phiền càng tốt chỉ là trương dịch phát hiện ra trong hội trường rõ ràng có hai vòng tròn náo nhiệt một vòng là lấy bộ trưởng bộ tác chiến đồ vân liệt làm trung tâm hắn ta luôn ăn bận quân phục nửa khuôn mặt luôn được che khuất trong cổ áo trông có vẻ bí ẩn khó lường còn một vòng khác là vòng do đội Luân Hồi do Cao Trường không dẫn đầu. Cả hai vòng tròn đều thu hút khá nhiều người, họ gần như không cố tình hạ thấp giọng nói, thảo luận về cách kiếm chát từ thực nguyệt. Đồ bộ trưởng, lần vây quét thực nguyệt này, chúng ta sẽ toàn lực hỗ trợ ngươi, rõ ràng năng lực của ngươi là mạnh hơn hẳn mấy đội trưởng điều tra kia, nếu không phải vì điều này, làm sao có thể giao nhiệm vụ bảo vệ bạo tuyết thành quan trọng nhất cho ngươi chứ, chỉ là đội điều tra kia dễ nổi tiếng hơn thôi, họ thật sự nghĩ rằng, ngươi yếu hơn họ đấy chứ lần vây quét thực nguyệt này đối với đại khu Giang Nam có ý nghĩa rất lớn, với tư cách là lực lượng chiến đấu hàng đầu, ngươi phải ra tay, để đảm. Bảo chiến dịch thắng lợi, ta sẽ nói chuyện với bên chu soái Xung quanh đồ vân liệt là một số quan chức cấp cao của bạo tuyết thành. Trong đó có cả người phụ trách bộ hành chính và bộ tài chính, đều ăn mặc vest tầng lịch sự. Đồ vân liệt kiệm lời, biểu cảm lạnh lùng như thường lệ, nhưng vẫn lịch sự cúi đầu cảm ơn họ còn về phía cao trường không hôm nay hắn ta dẫn theo đội phó tế dư thân và cố mạng đến so với đồ vân liệt những người cùng tầng lớp của hắn ta nhiều hơn bình thường cao trường không có mối quan hệ khá tốt hắn ta đối xử hòa nhã với mọi người chưa bao giờ tỏ ra kênh kiệu hơn nữa trong tầng lớp trung và hạ bạo tuyết thành tiếng nói của hắn ta gần như là cao nhất ngoài việc trong mắt một số phụ nữ hắn ta hơi yếu hơn phú nhị đại siêu cấp đặng thần thông thì ở toàn bộ Bạo Tuyết thành, ít có người nào có thể sánh được về độ nổi tiếng với hắn ta. Cao đội trưởng, lần này chắc chắn phải giao gánh nặng này cho ngươi gánh vác. Hy vọng ngươi không phụ lòng nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ cần lần này ngươi thành công, cho dù xuất thân thấp kém, cũng có thể dựa vào công lao này mà lên chức. Cộng thêm sự tiến cử của chúng ta, tương lai ngươi chưa chắc không thể bước vào trung tâm quyền lực của Bạo Tuyết thành. Cao Trường không cười ngại ngùng, mọi người nói đùa rồi, Cao Trường không ta không có ý tưởng gì khác. Là một quân nhân, trách nhiệm của ta là bảo vệ an toàn cho đại khu Giang Nam, cũng như bảo vệ vinh quang của đại khu Giang Nam. Vì thế, bất kỳ kẻ thù nào xâm phạm, ta cũng sẽ không khoa nhượng mà xóa sổ. Khi nhắc đến thực nguyệt, ánh mắt hắn ta sắc bén như kiếm. Những đại diện cho phe phái ủng hộ hắn ta xung quanh rất hài lòng với thái độ của hắn ta, mỉm cười gật đầu. Trương dịch bọn họ đến tương đối sớm, trước tiên kiếm chỗ ngồi đợi. Chẳng mấy chốc, Bách Lý Trường Thanh đã tới hội trường, vừa nhìn thấy Trương Dịch hắn đã vội chạy ra chào hỏi. "Này, đội trưởng của ta. Sao ngươi lại ngồi ở đây vậy?" Bách Lý Trường Thanh cười đi qua, sau đó thân mật khoác vai Trương Dịch. Trương Dịch ngồi đây trông có vẻ cô độc, ít nhất khi so với Cao Trường Không và Đồ Vân Liệt được các bên vây quanh thì hắn trông chẳng có vẻ gì là có thể gây áp đảo thế này. Trương Dịch mỉm cười nhàn nhạt, "Mọi người đều thích đun nấu thức ăn nóng, chẳng ai thích ăn cơm nguội cả." Người ngoại thành như ta có khi đã đảm nhiệm chức đội trưởng thiên cẩu nhưng cũng đâu hẳn được những nhân vật máu mặt ở bạo tuyết thành để mắt đến. Bách Lý Trường Thanh xoa xoa bộ râu quai nón đầy cầm của mình. Cũng không còn cách nào khác. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có một chuỗi khinh thường vì địa vị khác biệt. Là người ngoại thành, trong mắt phần lớn người dân bạo tuyết thành thì ngươi có phần, bị coi thường. Thậm chí còn chẳng bằng cao trường không từ tầng lớp thấp kém nhất bạo tuyết thành mà vươn lên. Mặc kệ họ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, Trương Dịch lắc đầu chẳng thèm để tâm. Đúng rồi, Bách Lý, ngươi đánh giá cao ai hơn, khóe miệng Trương Dịch nở một nụ cười hàm ý sâu xa, cười nhìn Bách Lý Trường Thanh. Ánh mắt Bách Lý Trường Thanh đảo qua hai nhóm người, nhìn đồ vân liệt rồi lại nhìn cao trường không đang được anh hùng đón chào. Hắn ngồi xuống kế bên Trương Dịch, nhỏ giọng nói, hai người này đều đã đệ đơn xin chiến đấu lên cho Chu Soái, hy vọng có thể dẫn đầu hành động vây quét thực nguyệt nhưng xét cho tới hiện tại thì rõ ràng đội luân hồi có nhiều hy vọng hơn một chút. Bởi vì Yên Vân Vệ cần phải bảo vệ bảo tuyết thành, dù sức mạnh của đồ vân liệt rất mạnh và cũng có khả năng chỉ huy chiến dịch lớn. Nhưng an toàn của những người cấp cao vẫn cần hắn bảo vệ. Cho nên nếu nhất định phải chọn một trong hai người, thì ta vẫn sẽ bỏ phiếu cho cao trường không. Dương Hân Hân đột nhiên lạnh lùng lên tiếng, ứng cử viên mà ngươi chọn chỉ có hai người này thôi sao, bách lý trường thanh sững sờ một chút ngay sau đó hắn thấy nụ cười ý vị sâu xa của trương dịch lúc này mới nhận ra mình đã bỏ qua trương dịch thế nhưng trương dịch có thể trở thành người lãnh đạo trong hành động lần này được sao bách lý trường thanh bật cười ha ha trương dịch ngươi nói ít thôi đi ngươi chẳng phải loại người như vậy bách lý trường thanh hiểu rõ trương dịch biết hắn không phải loại người thích tranh danh đoạt lợi nếu có thể thì trương dịch thà ở nhà nằm ườn còn hơn chẳng muốn nhúng tay vào nhiệm vụ nào không liên quan đến bản thân cười xong, hắn lại nói, hơn nữa, ngươi từ ngoại thành đến. Ta không có ý coi thường ngươi, nhưng ở bảo tuyết thành, mọi người thực sự có tâm lý bài xích người ngoài như vậy. Thường ngày không thấy rõ thôi, mà đến lúc then chốt thì lại quá rõ ràng. Hắn nhún vai, hồi đó thành phố thiên hải của các ngươi không phải cũng như thế sao, trương dịch cười đáp, ngươi nói thế thì là như vậy đi, chẳng mấy chốc sau, chu chính đã dẫn theo Lan Tân Thành và Tôn Lộc Huyền đến hội trường mọi người lập tức im lặng chào hỏi chu chính chu chính gật đầu chào mọi người sau đó cho họ ngồi xuống mọi người đều mắt trong mong nhìn chu chính chờ hắn công bố người phụ trách kế hoạch vây quét lần thứ ba và cục diện quyền lực của bạo tuyết thành cũng sẽ thay đổi vì thế cho dù là đồ vân liệt hay cao trường không trong ánh mắt đều lộ vẻ mong đợi chu chính bước lên bục bắt đầu nói đầu tiên hắn tổng kết nguyên nhân thất bại của hai kế hoạch vây quét trước đó tự kiểm điểm bản thân một phen. Nhưng rất nhanh, hắn đã nhắc đến thành tích có được trong hai nhiệm vụ vây quét này. Ở đây ta muốn đặc biệt khen ngợi một người. Đó chính là trương dịch đến từ thành phố Thiên Hải, trong nhiệm vụ vây quét lần thứ hai, một mình hắn đã tiêu diệt bốn thành viên thực nguyệt, bảo vệ được thể diện cho đại khu Giang Nam. Vì thành tích xuất sắc này, cùng với gan dạ hơn người và lòng trung thành đối với đại khu Giang Nam của Trương Dịch. Ta quyết định lấy đội điều tra Hắc bào và đội điều tra Thiên thần làm nòng cốt, thành lập đội điều tra tạm thời mới, đặt tên là Thiên Cẩu, đồng thời bổ nhiệm Trương Dịch làm đội trưởng của đội điều tra, ngay sau khi lời vừa thốt ra, dưới khán đài vang lên một đợt lời bàn tán xôn xao. Tuy nhiên, biểu cảm của mọi người không quá đổi kinh ngạc. Tin tức này từ lâu đã truyền tai nhau trong giới cấp cao. Mọi người đều hiểu rằng, thực sự cần cất nhắc một thế lực mới. Hơn nữa, việc trương dịch có kinh nghiệm phối hợp tác chiến với thực nguyệt thu được chiến quả xuất sắc khiến việc để hắn làm đội trưởng là rất hợp lý nhưng tiếp đến lời phát biểu của chu chính lại khiến nhiều người cảm nhận thấy không đúng lắm vì chu chính không hề nhắc đến đồ vân liệt và cao trường không nhưng lại liên tục đang rao giảng cho chiến tích xuất sắc của cá nhân trương dịch cho rằng hắn là thiên tài khó kiếm bắt đầu từ ngày hôm nay vì lý do bảo mật thông tin của đội ngũ nhân viên chiến đấu cấp cao chúng ta sẽ không còn gọi tên họ của trương dịch ra bên ngoài nữa mà sẽ dùng danh hiệu hỗn độn để gọi hắn tương tự các thành viên ưu tú của các đơn vị chiến đấu khác khi ra ngoài cũng sẽ đồng loạt sử dụng danh hiệu tương ứng những người có thể sở hữu danh hiệu không một ai không phải là tinh nhuệ ví dụ như các thành viên của đội điều tra cũng như các nhân vật từ chức vụ tiểu đội trưởng trở lên của đội yên vân vệ đều sở hữu danh hiệu tương ứng chỉ là trong quá khứ những danh hiệu này chỉ được sử dụng khi đang thực hiện nhiệm vụ tuy nhiên đội thiên cẩu chỉ là một biên chế tạm thời nhưng lại xin cho trương dịch một danh hiệu đặc biệt hơn nữa cách dùng từ kể từ nay về sau này nghe thế nào cũng không bình thường mọi người lắng nghe ngữ khí của chu chính nhận thấy tình hình có vẻ hơi nhạy cảm rồi cao trường không rủ mắt xuống như có điều suy nghĩ đồ vân liệt cũng nhăn chặt lông mày chu soái hắn ta rốt cuộc có ý gì vậy bách lý trường thanh ngồi bên cạnh trương dịch ánh mắt dần biến đổi hắn cúi đầu nhìn trương dịch trong lòng lẩm bẩm không không thể nào chứ hắn vừa mới nảy ra ý nghĩ này bên tai đã nghe thấy giọng nói của chu chính truyền đến theo cân nhắc kỹ lưỡng của ta quyết định trong chiến dịch vây quét thực nguyệt tiếp theo đây sẽ lấy đội thiên cẩu làm chủ đạo đội luân hồi phụ trách phối hợp hành động với đội thiên cẩu còn trương dịch chính là chỉ huy tối cao trên chiến trường trung tâm chỉ huy tác chiến sẽ cung cấp hướng dẫn cho chiến trường ngay sau khi lời vừa thốt ra, cả hội trường ầm ầm nổ tung. Mặc dù bọn họ đều là những người có tố chức cao, bình thường sẽ không thất thố trước mặt một chức cao cấp như Chu Chính, nhưng cục diện trước mắt khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc tột độ, vượt ra khỏi tưởng tượng, cái gì? Để một người ngoại thành đảm nhận chức tổng chỉ huy của hoạt động lần này, hắn ta có tư cách gì chứ? Cho dù là xét đến tiếng tâm lẫn kỹ thuật chiến thuật, hắn ta có hơn so với Cao Trường không và Đồ Vân Liệt không? Điều này thì hơi đùa rồi, nhưng mà, Chu Soái đã đưa ra quyết định này, chắc hẳn có cân nhắc kỹ lưỡng. Xem ra trương dịch này đúng là có tài năng hơn người. Có người âm thầm suy nghĩ. Hắn ta có thể tiêu diệt bốn thành viên của thực nguyệt, năng lực không tệ, nhưng nếu để hắn ta chỉ huy những người như Cao Trường không, Đồ Vân Liệt, liệu có ổn không, cũng có người rất nhanh đã hiểu ra vấn đề. Chu Soái lo chiếc cao quyền trọng nên ảnh hưởng đến chủ sao. Cho nên mới chọn một người ngoại thành dễ bề khống chế để đảm nhận nhiệm vụ quan trọng. Nhưng mà, nếu năng lực của hắn ta không đủ, dẫn đến chiến dịch vây quét lần thứ ba tiếp tục thất bại, thì vấn đề sẽ nghiêm trọng lắm đây, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Đồ vân liệt sau một tháng sửng sốt, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Còn về phía cao trường không, tế dư thân tỏ ra vô cùng phẫn nộ, kích động nói, hắn ta là cái thái gì, mà cũng được tới làm chỉ huy của chúng ta, cao trường không lại lắc đầu với hắn. Chu Soái quyết định như vậy chắc chắn có lý do của hắn và ta cũng từng nghe nói qua người trương dịch này có chỗ hơn người cao trường không và bách lý trường thanh có mối quan hệ rất tốt cho nên cũng đã từng nghe qua một số việc làm của trương dịch trương dịch vẻ mặt thản nhiên chuyện này chu chính và đặng viễn bá đều đã thông báo với hắn trước rồi cho nên hắn không hề kinh ngạc trái ngược lại bách lý trường thanh lại ngây ngẩn cả người hắn ta ngẩng lên nhìn chu chính trên đài sau đó lại nhìn trương dịch vẻ mặt bình thản lúc này mới hiểu ra trương dịch đã biết từ trước rồi hắn ta vỗ trán. Thảo nào ngươi đồng ý nhận chức đội trưởng đội thiên cẩu? Hóa ra là chu soái hứa cho ngươi quyền lợi lớn đến vậy. Một khi thành công trong nhiệm vụ vây quét thực nguyệt, phần thưởng trương dịch nhận được chắc chắn rất lớn, ngoài ra còn có thể trở thành anh hùng của cả đại khu Giang Nam. Thậm chí ở khắp cả hoa tư quốc, truyền thuyết về hắn cũng sẽ lưu truyền trong dân gian. Nói thật lòng, nếu có cơ hội thế này đặt ở trước mắt, Bách Lý Trường Thanh cũng sẽ không từ một thứ gì để nắm bắt. Chu Chính nhìn xuống Trương Dịch phía dưới đài. Đội trưởng Trương Dịch, ngươi có thể lên đây nói vài câu đi. Trương Dịch đột nhiên đứng dậy, dưới sự theo dõi của mọi người, hắn bước lên lễ đài. Ánh mắt hắn lướt qua mọi người trên hiện trường, nói một loạt lời nói sáo rỗng rất chính thức, ở đây sẽ không nói chi tiết từng cái một. Ta sẽ làm hết sức mình để bắt giữ những kẻ lan nhân gây đại họa này, bảo vệ phẩm giá của đại khu Giang Nam và cả quốc gia Hoa Hạ, khôi phục vinh quang dân tộc, thế hệ chúng ta không thể chối từ, cảm ơn tiện thể nói một câu sau này phiền mọi người gọi danh hiệu của ta đừng dùng tên thật sau khi nói những câu xã giao trương dịch bình tĩnh bước xuống một phát biểu vào thời khắc đặc biệt này chu chính cũng không muốn tốn thời gian nói nhiều hội nghị nhanh chóng kết thúc hắn lại giữ cao trường không đồ vân liệt và trương dịch lại nói chuyện riêng một lát đương nhiên là chỉ nói mấy lời cho cao trường không và đồ vân liệt bày tỏ thái độ ủng hộ công việc của trương dịch thái độ của đồ vân liệt rất thản nhiên với tư cách là một quân nhân chuyên nghiệp hắn ta không giấu tham vọng của mình thì đúng cũng có hoài nghi về năng lực của trương dịch nhưng chỉ cần là chuyện cấp trên quyết định hắn ta sẽ không chống lại còn cao trường không cũng mỉm cười biểu thị sẽ tuân theo quyết định của đại khu toàn lực ủng hộ công việc của trương dịch chu chính nhìn sang trương dịch tiếp theo chuyện ngươi nhậm chức đội trưởng sẽ thông báo toàn thành lấy thân phận của hỗn độn để tuyên truyền về ngươi đây là chuyện mà khẩu hiệu tuyên truyền của chúng ta làm ngươi cũng cần liên lạc với các thành viên trong đội tranh thủ thời gian huấn luyện quan trọng nhất là ngươi hãy làm quen với các đội viên của mình khiến họ tin và phục ngươi trương dịch gật đầu chuyện này tất nhiên là ta hiểu nhưng mà ta muốn hỏi một chút bây giờ có tin tức gì về thực nguyệt chưa chu chính lắc đầu từ sau khi bọn chúng biến mất thì không còn động tĩnh gì nữa thậm chí chúng ta còn nghi ngờ bọn chúng nhân lúc cảng biển rời khỏi lục địa trở về nghe hồng chiêu binh mãi mã trương dịch nhíu mày trở về nghe hồng rồi à chu chính nói sau cùng nơi đó chính là sào huyệt của chúng hắn ta bỗng cười lạnh dựa vào những việc làm ở đây chắc là chúng cũng có sức kêu gọi không tệ ở nghe hồng có thể triệu tập thêm nhiều kẻ la nhân hơn nữa tới đây vừa khéo ta cũng muốn đánh một trận lật ngược tình thế thật đẹp nữa cơ mọi thứ đều chưa biết trước được chu chính nói Hãy tận dụng khoảng thời gian này để làm quen một cách kỹ lưỡng với đội ngũ của ngươi." Hắn ta ra tay đặt lên vai Trương Dịch, dùng sức vỗ hai cái, trong mắt mang theo sự mong đợi. "Chúng ta sẽ xây dựng ngươi thành anh hùng, ngươi cũng gánh vác hy vọng của người dân cả đại khu giang nam. Cho nên ngươi nhất định phải dốc toàn lực. Đừng có áp lực quá lớn, đợt này chúng ta chuẩn bị rất ổn thỏa. Khi cần thiết, Đồ Vân Liệt và quân đội Yên Vân cũng sẽ xuất động." đôi mắt của Trương Dịch hơi mở to. Ngươi, thậm chí muốn cả quân Yên Vân cũng phải xuất động ư, quân Yên Vân chính là lực lượng bảo vệ băng tuyết thành quan trọng nhất, một khi bọn họ rời khỏi băng tuyết thành, thì sẽ khiến năng lực phòng thủ của băng tuyết thành giảm mạnh. Xem ra lần này, Chu Chính thực sự quyết tâm rồi. Chu Chính gật đầu, bên trong đại khu không có kẻ địch, kẻ địch đều ở bên ngoài. Ta đã chuẩn bị đầy đủ, ngươi cũng không cần lo lắng. Trương Dịch trong lòng tất nhiên sẽ không lo lắng cho Bạo Tuyết Thành. Nếu Đồ Vân Liệt chỉ huy Yên Vân vệ cùng đội Luân Hồi, rồi lại thêm cả đội Thiên Cẩu của họ nữa, thì có thể nói, lần này lực lượng Vũ Trang xuất động so với lần trước mạnh hơn ít nhất gấp 3 lần, theo phán đoán của Trương Dịch về sức chiến đấu của đội Thiên Thần, trừ phi họ tìm được trợ thủ mạnh hơn, nếu không thì trong trận chiến này, đại khu giang nam gần như không có khả năng thất bại, Trương Dịch gật đầu, lòng hơi yên tâm. Ta hiểu rồi. Lúc này, Cao Trường không đang uống trà tại phòng giải khác ở tầng một trung tâm tác chiến, bên cạnh hắn ta có bạn gái cố mạng và bách lý trường thanh. Còn về phó đội trưởng của hắn, Tế Dư Thân, tính cách của người này luôn nóng vội, lần này biết Trương Dịch làm chỉ huy chính trong chiến dịch, hắn ta khá là oán trách. Vì vậy, Cao Trường không đã đuổi hắn ta đi mất. Bách Lý Trường Thanh nhìn Cao Trường không, hơi tiếc nuối nói, xét về năng lực, ngươi là người phù hợp để chỉ huy đợt này hơn Trương Dịch tuy nhiên hắn ta không nói hết câu sau bởi vì liên quan đến những thứ phức tạp bên trong bạo tuyết thành bách lý trường thanh cũng không thể thay đổi được điều này hắn ta không phải xem thường trương dịch chỉ là xét trên cương vị một chỉ huy trương dịch thực sự kém hơn cao trường không thậm chí có thể nói bản thân trương dịch cũng thừa nhận điều này tuy nhiên cao trường không lại mỉm cười lắc đầu dường như không quan tâm đến điều đó chỉ là trong ánh mắt của hắn ta thoáng qua sự tiếc nuối vẫn chưa thể che giấu hoàn toàn. Đã là quyết định của tổng bộ, thì chắc hẳn có dụng ý của họ. Chu Soái không thể lấy an nguy của đại khu ra đùa được. Dù ai làm tổng chỉ huy, ta cũng sẽ cố gắng phối hợp. Bách Lý Trường Thanh mỉm cười, chỉ là danh nghĩa thôi, lên chiến trường thật rồi, trương dịch cũng phải trông cậy vào ngươi đấy, đôi mắt phượng của cố mạng thoáng vẻ ranh mảnh. Nhưng danh nghĩa này lại rất quan trọng. Sắc mặt của Bách Lý Trường Thanh hơi bất lực danh nghĩa đó, tất nhiên là quan trọng. Chỉ huy đại quân đánh bại tổ chức La Nhân Nghe Hồng, danh dự như vậy có thể giúp một người nhanh chóng nổi tiếng ở Bạo Tuyết Thành, có được danh tiếng cao quý và có cơ hội bước vào trung tâm quyền lực. Hắn không phải là người ham danh lợi, cũng chẳng hứng thú mấy với chuyện gia nhập Bạo Tuyết Thành. Bách Lý Trường Thanh giải thích. Cao Trường không mỉm cười, có lẽ chính đây mới là lý do chọn hắn đi, Trương Dịch rời khỏi văn phòng của Chu Chính đón Dương Hân Hân đang uống cà phê ở bên ngoài, hai người cùng nhau xuống tầng dưới. Đi đến tầng 1, Cao Trường không đã chờ đợi từ lâu liền vội vàng ra hiệu. Này, Trương Dịch! Ở đây, Trương Dịch nhìn thấy Cao Trường không và cố mạng, trong lòng không biết thái độ của họ thế nào. Lòng Cao Trường không chắc hẳn sẽ thất vọng, thậm chí còn có thể oán hận Trương Dịch. Trương Dịch đã chuẩn bị đầy đủ, tuy nhiên, muốn bao vây tiêu diệt thực nguyệt, thì việc giao lưu với người phụ trách đội luân hồi là điều không thể tránh khỏi. Trương Dịch bước tới, mỉm cười chào hỏi họ. Cao đội trưởng, cố tiểu thư, lại gặp nhau rồi. Vừa thấy Trương Dịch, khuôn mặt cao trường không liền nở một nụ cười xả giao. Hắn ta chìa tay ra với Trương Dịch nói, Trương Dịch, chúc mừng ngươi, đã trở thành đội trưởng đội thiên cẩu. Sau này chúng ta đều là đồng đội rồi, mong được chỉ giáo nhiều hơn, Trương Dịch thấy thái độ của cao trường không cũng khá khéo léo, đương nhiên là biết điều người ta kính nể mình mình cũng phải đáp lại bèn đưa tay bắt tay với hắn ta làm đội trưởng cũng chỉ là tạm thời thôi sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì ta sẽ rút lui hành động tiếp theo vẫn phải nhờ cao đội trưởng chỉ bảo nhiều hơn cao trường không nói nói gì vậy hôm nay có rảnh không ta muốn mời ngươi một bữa tiện thể bàn bạc thêm chuyện hợp tác lần sau lý do gì để từ chối chứ đương nhiên trương dịch không từ chối Do cao trường không làm chủ, bọn họ đến một nhà hàng tử tế thuộc khu A lúc này, ở Bảo Tuyết Thành, mấy nhà hàng xa hoa quá mức đều đã bị bài trừ rồi. Cho dù là người có địa vị hay danh phận gì đi chăng nữa, nhà hàng bọn họ đến cũng chỉ toàn là mấy nhà hàng quy mô vừa và nhỏ, lý do là để tiết kiệm lương thực và tài nguyên. Tiêu dùng theo kiểu tư sản cũng không sao, nhưng xa hoa lãng phí thì lúc này không được phép, tối thiểu đối với đại đa số người là thế. Trương Dịch còn nhớ như in bữa ăn ở Đặng Gia năm người đi đến một nhà hàng thanh nhã không cần phòng riêng chỉ ngồi ở một góc khuất nhìn ra cửa sổ mấy người hàng huyên một lúc rồi gọi đồ ăn nơi này đồ ăn làm từ thịt khá rẻ nhưng muốn ăn đồ tươi thì gần như không thể còn rau thì hầu hết là loại rau sấy khô trước khi nấu thì hấp lại một lượt ăn vào thì vị khác hẳn thế nhưng ở bạo tuyết thành thì đây cũng được coi là đồ ăn cao cấp rồi còn người thường thì thường ngày chỉ được ăn đồ hộp thôi ngoại trừ dương hân hân ra thì mấy người còn lại đều có thể uống được chút rượu bạn gái của cao trường không là cố mạng nhìn qua cũng biết là tiểu thư khuê cát cử chỉ lời nói đều vô cùng tao nhã mà uống rượu cũng không hề câu nệ cao trường không cô động xúc tích trình bày rõ ý đồ của mình ta đã nghe chu soái nói về chuyện của trương đội trưởng trong số dị nhân của thực nguyệt có người có thể dự đoán tương lai còn trương đội trưởng lại có thể vô hiệu hóa năng lực của đối phương vì vậy ta muốn lợi dụng điều này để vạch ra kế hoạch tác chiến. Bởi vì ta tin rằng, lý do quan trọng nhất khiến đội thiên thần bị thực nguyệt đánh tan tác là do đối phương đã biết trước tất cả hành động của họ. Ta không muốn đi vào vết xe đổ, cho nên muốn nhờ các ngươi trong lúc hành động có thể hỗ trợ khía cạnh này. Trương Dịch nghe xong gật đầu nói, ta không phải là dị nhân giỏi về tấn công, chu soái để ta làm đội trưởng cũng chỉ vì ta là người tương đối ổn trọng lại thêm cả yếu tố vô hiệu hóa năng lực tiên đoán của đối phương chính vì vậy đến lúc giao chiến với thực nguyệt về mặt chiến lược vẫn phải nhờ cậy vào các ngươi nhiều hơn cao trường không hơi mỉm cười nói nói ra cũng phải nói tiền đề để hợp tác là phải hiểu biết lẫn nhau mà chúng ta đều chưa rõ lắm về năng lực của đối phương hắn ta đặt chén rượu trắng xuống vậy thì để ta giới thiệu năng lực của ta trước nhé trương dịch thoáng kinh ngạc cao trường không muốn tiết lộ năng lực của mình với hắn ư đó có thể nói là bí mật quan trọng nhất của mỗi một dị nhân dù là người thân cũng chưa chắc được biết. Làm sao được, đó là bí mật quý giá của ngươi mà. Trương Dịch khách sáo nói. Ai ngờ Cao Trường không nói, nói thật, năng lực của ta cũng không thể coi là bí mật gì. Thấy Trương Dịch ngờ vực, Cao Trường không giải thích, bên bạo tuyết thành đó, đã thu thập đầy đủ tài liệu của các dị nhân, nhất là mấy chúng ta cấp đội trưởng, ở giới cao tầng không hề có bí mật. Mọi người đều ở một nơi làm việc, cũng hay tiếp xúc với nhau, cũng có lúc giao thủ hợp tác thế nên không thể nào che giấu hết được hơn nữa năng lực của ta có hơi đặc thù cho dù người khác biết đi nữa cũng không lo lắm mấy lời này của cao trường không ánh mắt của trương dịch không khỏi liếc sang bách lý trường thanh bên cạnh mình bách lý trường thanh cười nói điểm này ta có thể làm chứng là thật ngươi không sợ năng lực của mình bị bại lộ sao trương dịch bất giác nảy ra sự tò mò nói tới thì năng lực của biên quân vũ và đặng thần thông cũng thuộc loại này bởi vì quá mạnh cho dù có biết năng lực của hắn ta đi chăng nữa thì cũng rất khó phá giải trừ phi là dị nhân có năng lực tương đương vậy thì rửa tay lắng nghe trương dịch nói cao trường không mỉm cười nói ra năng lực của mình năng lực của ta là luân hồi tự tức luân hồi đúng vậy chính là luân hồi của đội luân hồi Ta có thể từ luân hồi giữa sự sống và cái chết, mỗi khi ta chết, ta sẽ quay trở lại một khoảng thời gian trước khi chết. Ừm, còn về khoảng thời gian thì ta tạm giữ kín bí mật nhé. Nói chung, nhìn chung thì ta là bất tử. Hơn nữa ta có thể thông qua phương thức luân hồi để thu thập tình báo trước. Như vậy có thể giúp ta tránh được tai họa chuyển hung thành cát và thu thập hiệu quả thông tin của đối phương. Sau khi nghe xong, Trương Dịch bất giác thở dài lại thêm một năng lực giả bất tử nữa rồi, trước đó đã có một phượng hoàng viện nhân, ở đây lại có thêm một người sở hữu năng lực luân hồi nữa. Chuyện quái gì thế, bắt đầu một cuộc sống tận thế băng giá từ con số không, những đội trưởng này, người nào cũng quái vật hơn người nào, nghe thấy lời cảm thán của Trương Dịch, Bách Lý Trường Thanh không nhịn được mà nói khích, bản thân ngươi chẳng phải cũng là vậy sao, Cao Trường không cười, nhìn về phía Trương Dịch. Năng lực của ta, từ một phương diện nào đó mà nói, có thể né tránh được lời tiên đoán của đối phương. Hắn ta khoanh tay để trên mặt bàn, trông có vẻ trong lòng đã có dự tính. Ta đã nghiên cứu năng lực của đối phương, mặc dù có yếu tố luật nhân quả ở bên trong, nhưng phạm vi mà cô ta có thể tiên đoán là có hạn. Nếu không thì nữ ninja đó đã không bị đặng thần thông giết chết. Còn bốn người kia thì cũng sẽ không bị ta giết. Cho nên, năng lực của đối phương không phải là toàn trí toàn năng nếu như ta gặp gỡ bọn họ thì có thể tận dụng cơ hội đầu tiên để thăm dò năng lực và chiến thuật của bọn họ sau đó kích hoạt luân hồi rồi thay đổi lối đánh để ứng phó trương dịch nhạy bén phát hiện ra điều gì đó năng lực của ngươi chỉ có thể kích hoạt một lần cao trường không gật đầu tán thưởng khả năng quan sát nhạy bén tính từ thời điểm kích hoạt dòng thời gian luân hồi cho đến khi lần thứ hai đạt đến dòng thời gian tương tự lấy đó là một chu kỳ năng lực của ta chỉ có thể kích hoạt trong vòng một ngày. Hắn ta đưa ra ví dụ giải thích, ví dụ như hiện giờ ta kích hoạt năng lực là 12 giờ 51 phút trưa. Vậy thì lần tiếp theo kích hoạt năng lực, phải đợi đến khi dòng thời gian lại đi đến thời điểm hiện tại, sau đó lại qua một ngày, tức là 12 giờ 51 phút trưa ngày mai mới có thể sử dụng. Những thứ này đều ghi chép trong hồ sơ của đại khu, ta không có lý do gì để lừa dối ngươi. Cho nên ngươi có thể tin tưởng nhưng cho dù vậy thì đây vẫn là một năng lực vô cùng biến thái bách lý trường thanh lại thêm vào một câu đúng lúc nhưng mà cho đến nay số người có thể khiến hắn ta kích hoạt năng lực vẫn chưa xuất hiện bao nhiêu người thường thì đều là hắn ta chủ động kích hoạt năng lực trương dịch gật đầu ra vẻ hiểu ý hắn ta nhìn về phía cao trường không nói cách khác cho dù không sử dụng năng lực thì bản thân ngươi cũng đã rất mạnh rồi cao trường không cười rạng rỡ hắn ta giơ hai tay lên muốn làm đội trưởng thì chỉ dựa vào mấy mẹo nhỏ thì không ổn đâu. Phải có thực lực cứng mới được, Trương Dịch ánh mắt ôn hòa nhìn chầm chầm cao trường không đang ngồi đối diện. Cao trường không cao to đẹp trai, trên người vận động viên bóng rổ mang theo cảm giác đầy sức sống và ánh nắng, rất dễ dàng mang đến cho người khác cảm giác tốt đẹp tiến thủ. Trương Dịch lặng lẽ uống một ngụm nước giếng cổ trấn tống. Vậy ta cũng kể qua một chút năng lực của ta, hắn đem năng lực của chính mình đơn giản giới thiệu một lần ngoại trừ kỹ năng ẩn tàng là hư không chi mâu những kỹ năng khác hắn đều nói hết bởi vì những tin tức này dấu dếm không có ý nghĩa gì đại khu gian nam sớm đã thu thập được hắn nói ra còn có thể cho người ta một loại cảm giác thẳng thắn hơn nhưng mà hắn chỉ nói ra hiệu quả của dị năng nhưng tránh nói đến uy lực ví dụ như thần uy phá hoại lực lớn cỡ nào không gian chi môn cánh cửa không gian có thể hấp thu dung nạp lớn nhất có thể đến mức độ công kích hết nào lại ví dụ như khoảng cách xuyên toa không gian bao xa nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha